Những ngày qua, trà xanh có lẽ là từ khóa được tìm kiếm và nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Và video ngày hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng ta cũng sẽ nói về trà xanh, nhưng là trà xanh ở một thế giới khác. Trà xanh là một trong những thức uống tốt cho sức khỏe phổ biến nhất nhì trên thế giới. Trong trà xanh không đơn giản là chỉ chứa nhiều dưỡng chất, mà những dưỡng chất này còn có khả năng chống oxy hóa cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, thứ khiến cho trà xanh được quan tâm nhiều nhất có lẽ đó chính là khả năng loại bỏ mỡ thừa trong quá trình giảm cân khi sử dụng trà xanh. Vậy thì chính xác trà xanh có thể đem lại những lợi ích cụ thể nào và tại sao chúng lại có khả năng đem đến những lợi ích như thế, đặc biệt là đối với những người đang có nhu cầu muốn giảm cân, giảm mỡ? Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Caffeine. Trong một cốc trà xanh, lượng caffeine chắc chắn sẽ không nhiều bằng lượng caffeine trong một cốc cà phê. Tuy nhiên, caffeine vẫn là caffeine và nó vẫn đem đến những tác dụng nhất định của mình. Đó chính là đẩy nhịp tim của cơ thể chúng ta lên cao hơn. Và khi nhịp tim tăng nhanh, quá trình trao đổi chất cũng sẽ được thúc đẩy. Điều này đồng nghĩa là nó sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân tốt hơn. Tuy nhiên, liệu có phải chỉ vì caffeine mà trà xanh có khả năng giúp chúng ta giảm cân? Một số nghiên cứu khoa học so sánh cho thấy, việc sử dụng trà xanh đã được loại bỏ caffeine vẫn đem lại hiệu quả không thua kém gì trong việc giảm cân so với việc sử dụng trà xanh không bị loại bỏ caffeine. Vậy nếu không phải vì caffeine thì đó là vì cái gì? Đó là khi chúng ta chuẩn bị nói về catechins, một loại dưỡng chất có khả năng chống oxy hóa cực kỳ tốt và có rất nhiều trong trà xanh. Catechins cũng là một trong những lý do khiến cho bạn cảm thấy vị đắng khi uống nước trà xanh. Tác giả Tomonori Nagao và Tadashi Hase cùng các cộng sự tại Nhật đã từng thực hiện một nghiên cứu về tác dụng chống béo phì của catechins đối với cơ thể con người. Nghiên cứu được khảo sát trên một nhóm đàn ông khỏe mạnh tuổi từ 27 đến 47, được chia thành hai nhóm sử dụng catechins trà xanh liều thấp 118,5mg và liều cao 483mg trong vòng 12 tuần. Ở nhóm dùng liều cao catechins, trà xanh sau 12 tuần đã giảm đáng kể các chỉ số cân nặng, BMI, vòng mông, tỷ lệ mỡ, mỡ bụng cũng như các chỉ số về máu. Ở nhóm dùng liều thấp catechins thì chỉ có các thay đổi như cân nặng, BMI và nồng độ insulin máu. Từ kết quả nghiên cứu trên, các nhà nghiên cứu cho rằng catechins trong trà xanh có thể đã làm tăng kích thích quá trình tạo nhiệt và oxy hóa chất béo. Do đó, nó có tác dụng đối với việc tiêu hao lượng chất béo trong cơ thể và giúp giảm cân. Bên cạnh đó, catechins cũng đồng thời giúp làm giảm lượng cholesterol xấu LDL và làm tăng lượng cholesterol tốt HDL, đồng nghĩa với việc làm giảm tỷ lệ viêm nhiễm cũng như khả năng bị nhồi máu cơ tim ở con người. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì DFitVN là nơi mà mình sẽ chia sẻ với mọi người tất tần tật mọi thứ về fitness, từ dinh dưỡng cho đến tập luyện cũng như lối sống để đảm bảo cho việc đẹp bên ngoài, khỏe bên trong. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy nhấn like, thấy hay thì share. Và tuyệt vời hơn nữa thì hãy nhấn nút subscribe và nút chuông kế bên để không bỏ lỡ bất kỳ video nào khi mình ra video mới nhé. Trong họ catechins, cái tên mà chúng ta được nghe đến nhiều nhất đó chính là EGCG, Epigallocatechins Gallate. Các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska Stockholm, Thụy Điển đã tìm thấy rằng EGCG trong trà xanh có khả năng ngăn ngừa và thậm chí là chậm quá trình ung thư. Một nghiên cứu tại Nhật Bản năm 1994 được thực hiện trên 400.000 người đã chỉ ra rằng những người uống nhiều hơn 5 tách trà mỗi ngày có thể tránh xa được thần chết lâu hơn so với những người không uống tách trà nào. Bên cạnh việc uống trà xanh, ngày nay để hỗ trợ cho quá trình hấp thụ cũng như tiêu thụ loại thực phẩm này thì một số hãng thực phẩm bổ sung còn điều chế ra những sản phẩm chiết xuất trà xanh thuần để phục vụ đối tượng sử dụng đa dạng hơn. Những cá nhân có nhu cầu sử dụng thực phẩm bổ sung hỗ trợ quá trình giảm mỡ song song với việc kiểm soát lượng calorie cũng như tập luyện thể dục thể thao là ưu tiên hàng đầu thì chúng ta cũng có thể cân nhắc loại thực phẩm bổ sung hỗ trợ đốt mỡ có tích hợp với chiết xuất trà xanh trong đó nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, dù rằng trà xanh là một loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên nếu như các bạn sử dụng một cách bừa bãi và thiếu kiểm soát thì cũng sẽ gặp những tác dụng phụ nhất định. Thứ nhất là tác dụng phụ do caffeine trong trà xanh. Chúng ta đều biết rằng một số cá nhân dị ứng hoặc nhạy cảm với caffeine thì khi uống quá nhiều trà xanh hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung có tích hợp trà xanh cùng caffeine quá cao thì có thể dẫn đến bồn chồn, lo lắng, đau bao tử hay nhức đầu. Trung bình trong một cốc trà xanh có thể chứa từ 22 đến 40mg caffeine. Chính vì thế mà chúng ta sẽ phải cân nhắc lượng trà xanh chúng ta uống vào hay nạp vào thông qua đường thực phẩm bổ sung để tránh việc chúng ta vượt quá từ 300 đến 500mg caffeine mỗi ngày. Bên cạnh đó, khi sử dụng trà xanh trong ngày chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý như khi sử dụng cà phê để tránh việc làm mất ngủ của các bạn. Thứ hai đó là tác dụng phụ do catechins. Catechins trong trà xanh dù rằng vô cùng hữu ích nhưng bên cạnh đó nó cũng khiến cơ thể bị giảm khả năng hấp thụ chất sắt. Chính vì vậy, đối với những người thiếu sắt hoặc có nhu cầu cao về chất sắt sẽ luôn phải cân nhắc lượng trà xanh uống vào hay nạp vào từ thực phẩm bổ sung. Đặc biệt đó là đối với trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và cho con bú. Thứ ba đó là trà xanh cũng như cà phê
là những loại thực phẩm có thể làm gián đoạn quá trình hấp thụ của cơ thể khi sử dụng các loại thuốc uống y khoa nhằm điều trị các loại bệnh nhất định nào đó. Nên thời điểm chúng ta nạp trà xanh cũng cần phải cân nhắc để tránh việc lợi ích chưa kịp đủ đã gây ra bất cập. Ok, vậy là video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn về trà xanh cũng như giải thích với các bạn về những lợi ích cụ thể của trà xanh. Từ đó các bạn có thể cân nhắc những nguồn cung cấp khác nhau để phục vụ cho những mục đích khác nhau của các bạn, đặc biệt là đối với các bạn gymmer có nhu cầu giảm cân, giảm mỡ. Nếu các bạn muốn đón xem nhiều video như thế này và thậm chí là nhiều hơn nữa về những lĩnh vực dinh dưỡng, tập luyện, lối sống healthy thì hãy nhớ nhấn like, share và subscribe cho channel của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.